Ê, thưởng công chào quý anh chị xem video. Nãy có mấy cục hàng anh em ta gửi tới sẹt bọng bảo trì pin máy mua mới rồi hả? Mình bảo trì hành gửi gì được ha? Còn mấy cục này, còn bốn cục đi nữa ha, còn mấy cục ở trong tổng làm nữa. Thì mấy đơn trước mình đi rồi ha. Thì nãy mình có liên hệ của ai sáng này thì mình liên hệ là đều gửi, bữa nay gửi hết ha. Pin bọng máy nó đang tiến hành sửa còn máy anh em tôi chắc nè. Đó với còn 2-3 cây nằm ở trên bàn đó kìa. Đó, cây đó gói sẵn đi nữa ha. Thì anh em nào định mua máy móc pin bọng có vui lòng alo trực tiếp ha. Đó trên bàn đang còn mấy cây đang sửa mấy cây nữa ha. Đó anh em thấy không, dọc dài đó còn mấy cây nữa đó. Thì pin bọng máy thì anh em cần cái nào có vui lòng alo trực tiếp ha, tư vấn cho nó dễ. Ở đây cây nữa nè đó, thì xa gần đều có đầy đủ hết đó. Pin bọng pin 30 ampere cũng mới về mới đấy ha, thì cái này mình cộng sẽ báo lại giá sau ha. Giờ giá nó gắn mạch 100A với sạc với ba lô luôn ha, thì tầm khoảng chừng 2 triệu tiêu chính là anh em có xài ha. Pin 30 đây, còn pin 45 thì 2.6 triệu ha đó. Còn anh em không lấy ba lô thì 2.6 triệu ha. Đó. Thì pin 45 nằm ra đó ha, đợt trước mình có nói rồi. Thì pin này còn mới lô pin đây. Đó, còn mấy thùng này là mấy thùng sạc theo tên yêu cầu của mình ha. Mấy để nó mới ôm vô. Đó, mới ôm. Đợt trước về mình có quay rồi ha. Đó, tên tuổi mộc mạch là có tên có số điện thoại mình hết. Ha, đồ là theo yêu cầu mình làm hết ha. Đó, anh em nào cần cái gì cứ alo trực tiếp, dòng sạc là 10A cái mạch đó ha. Anh em mua lẻ thì vẫn bán luôn. 250.000 là 250 cái mạch này ha. Nó gì gắn vô xài, mạch thì ok, lỡ có sau này có hư thì vẫn có linh kiện em thay thế vô. Dòng ổn định là 10A. Đó nên anh em xài sạc pin là quá ngon luôn ha. Nó sạc pin lớn thì 2-3 mạch vô, còn anh em xài pin nhỏ thì một mạch. Đó không ấy thì lấy cục pin sạc mình có sẵn ha. Đó. Mình có quay sơ vậy thôi. Anh em nào định pin bọng máy móc gì đó cứ alo em trực tiếp. Sáng này mấy anh em lại nhà lấy cũng mấy cục pin với máy rồi ha. Ở xa không à. Nó máy này mới làm xong pin 250 mới chắc gọn gọn này. Đó. Còn pin 350 hết rồi, 250, 280, 301 ha. Đó, có đầy đủ hết luôn. Đó, anh em cần cái gì cứ alo em trực tiếp ha, tôi giống cho nó dễ. Pin bọng máy móc ha. Còn mấy cục pin nhỏ nhỏ này anh em cần thì mình bán lại cho anh em ha. Đó, thì đây thì đang hiện tại bây giờ là mình đang còn là ba loại ha, ba loại này. Đó, Modicell với pin xanh đây, xanh này là dung lượng xám này thì là 30.000 viên ha. Đó, anh em lấy nếu lấy hộp mình bao ship ha. Còn em lấy chục hay chục viên gì đó, này là 2.000 dung lượng chuẩn ha, xả là 20A để dành cho máy phay máy cắt. Pin này em xả 20A dung lượng 26 à, giá là 40k ha. Đó, tại vì hiện tại bây giờ trên mạng em thấy cái pin xanh lá này đăng là 40-50.000 viên, bán cho anh em là 40 ha. Còn Modicell này để cho sạc dự phòng đèn led đeo đầu đó nhẹ nhẹ, dùng xả này thì 10A thì là 3.5 dung lượng ha. Modicell ha, giá nó 100.000 viên ha, xanh này. Đó thì đang mình còn ít à, anh em mua về thì bao ship ha, tầm 20 viên 30 viên lên mình bao ship cho anh em luôn, thùng gì đó. Nó còn rất là nhiều ha. Còn này là lô phép hồi mình mới về mới làm ha. Đây là lô phép nguyên thay nguyên hộp lớn ha, mạch ha. Còn mấy cục sạc này anh em cần thì mình để cho anh em hết luôn ha. Nó đang còn sạc đây bao cho anh em xài thôi. Đó, 100 mấy ngàn cái ha. Đó, 178 anh em nào cần cứ lấy hết ha. Mình còn có 10 mấy 20 cái rồi, nói chung là bán cho nó dẹt hết luôn. Anh em cần nào cứ alo em ha. Đó, cò bóp dây điện, cò bóp này là mua cho có xài ha. Anh em mua máy thì tặng thêm cái hay cái thì được ha. Rồi thì 30k ngàn cái ha, thích đồng ha, bao ngon bao phê luôn. Còn mấy quất đồng thì để mình hàng cốt pin thôi. Còn anh em xài máy thì cứ xài kẹp ha. Lỡ sự cố máy rồi kia anh em lấy kẹo cây quất ra được, chứ gắn cái ốc này vô anh em dặn trực tiếp, lỡ sự cố cái là mệt người lắm ha. Đó, anh em làm ăn thì nói chung cái nào cũng có hết. Pin bọng máy móc kẹp đồng kẹp đĩa gì có thì đủ hết. Mình bán là kẹp đồng hết ha, full linh kiện hết. Anh em cần cái gì cứ alo em. Đó, mua gì đó cái gom khác một mình bán ha. Đó, còn mấy để đầu sạc dự phòng có đầy đủ hết à ha. Máy phay máy cắt thì lỡ 4.000 dung lượng giờ là 500.000 ha. Đó là nhà lấy. Còn nếu mà 5.000 dung lượng thì 600. Đó, còn anh em mua 2 cục về bao ship ha. Còn không mấy thì anh em chi ship 20.000. Sạc dung lượng này thì bán cho anh em là 350 bao ship luôn ha. 10.000 dung lượng. Còn 5.000 dung lượng này bán còn mấy cục bán cho hết luôn ha. Đó, này thì 20.000 dung lượng, 500.000 bao ship luôn ha. Đó, còn máy phay máy cắt vậy anh em mua 2-3 cục thì bao ship hết. Đèn ở đầu này 150 ha. Đó, 150 bao ship cho anh em luôn, cứ không bao cho vào bao luôn. Cặp này 5.000 dung lượng xài trên mười mấy tiếng ha. Còn cặp này là 250 mua đi sale à. 7.000 dung lượng xài cũng mười mấy tiếng à. Mắc tiền hơn. Viên lẻ này 100.000 nhưng mà nguyên bộ này 250 bao ship ha. Anh em cần cứ alo trực tiếp. Đó, máy sạc thì đang còn cái ít đó, sạc bình nè. Anh em đang mua thời điểm này ngon à, sạc bình 100, 200, 300 ngàn có hết luôn ha. 5 ampere, 10 ampere. Đó, anh em cần cái gì cứ alo em cái đấy ha, có đầy đủ cho anh em hết. Đó, sạc bọng theo cầu tên mình loa khác ha. Đó, máy sạc xả pin test đó, anh em cần cái gì cứ alo em. Mua một cái siêu pin lẻ mình vẫn bán ha. Mình cũng có nhiều lắm mà mình không có thời gian mình đăng ha.
đó, anh em nào có mua cũng tỷ lẻ, giờ pin cũng còn ít nè, anh em mua hết rồi cũng hết luôn ha, tại lô hàng pin này hết lấy được rồi, hết có hàng ha, thì xài pin 175 ha hoặc là 160, còn này là 175 đó. Ba ít thì nó được cái là nhẹ gọn bền, hiệu quả cao, giá cũng mềm hơn tí, mà chất lượng nó mình bán 2 năm nay là chưa có thấy hơi hư luôn ha, pin lớn ha. Đó, còn pin 4W thì hư đầy, pin 4W bán ví dụ 100 cục xeo thì bị trục trặc 5-30 cục là bình thường. Tại 4W thì rẻ tiền, viên có 100 mấy ngàn đâu có bằng viên 1 triệu, 2 triệu viên được. Cái đó là anh em không phải suy nghĩ đấy ha. Đó, dòng xả hiệu suất gì nó cũng cao hơn, ta đẹp hơn. Đó, anh em cần thì cứ alo em trực tiếp ha, tư vấn cho nó dễ. Pin bọng ha, pin 175 mà anh em thích lấy nhiều lắm mà. Đó, 175 mà. Nó bằng cái bình 200A nữa, giá nó giờ 7 triệu ha. Cơm sạc ha, cơm sạc 30A là 3 cục sạc nè ha. Nè. Đó, 175 cũng gồm 3 sạc này, 250 đầu nó đều sạc này hết ha, 3 sạc thì cục pin này cỡ như gần ăn đứt cái bình 200B nữa thì 175 thì giá nó 7 triệu, gồm 3 lô nữa thì cục pin này sạc 6 tiếng đầy ha, 6 tiếng, còn này thì lên 7-8 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng, còn lên nữa thì tầm 10 tiếng là đầy ha. Đó là tính thời điểm anh em đi cạn bình nha, còn anh em đi không cạn bình thì anh em sạc, chỉ cần nửa chừng là đầy rồi. Đó, anh em cần cái nào có vui lòng alo trực tiếp ha, pin bọng máy móc, đó anh em cần hộp đen có hộp đen, hộp trong có hộp trong. Nói chung hộp đen thì ít có người xài hơn, giá thành hộp đen thì nó cao hơn nhưng mà giá anh bán pin ra vẫn vậy. Tại vì cái hộp đen này nó gòm gà lắm, nó thiệt chung là nó gòm gà hơn. Người ta xài hộp trắng thì nó được cái là thấp gọn gàng nên người ta phải hộp trắng hơn. Đó, cái đó là tùy anh em thôi, chú bán 2-3 năm nay cũng ok ha, không sao hết. Đó, anh em cần cái alo trực tiếp, pin máy phay máy cắt anh em mua số lượng nhiều anh bớt giảm được tốt ha. Anh em mua thùng hay thùng nữa, giảm cho anh em được vài trăm ngàn nữa. Đó, hiện tại bên đây mình còn cái là vài ngàn viên ha. Đó, xanh xám thì có đầy đủ hết luôn, mua đi sale thì có ha, cần mình bán hết ha.